Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel YouTube Tô Màu Văn Tranh. Và mình đã chuẩn bị sẵn một tranh về một nhân vật hoạt hình trong game Minecraft đang cầm kiếm này. Và hãy cùng theo dõi quá trình mình tô màu cho nhân vật hoạt hình này nhé. Mình sẽ tô màu cho nhân vật này bằng cái bút chì màu xanh giá này. Cao su bên trong rất là êm mềm, và khi chúng ta đặt tay trên cảm giác khá là tuyệt vời. Phía đằng sau này sẽ có một cái lớp trượt với cái cao su đen màu đen. Lớp cao su này sẽ giúp chúng ta chống trượt khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Đấy, đi đẩy lại nó không bị di chuyển khi chúng ta sử dụng kê tay để sử dụng nhé. Đấy, sản phẩm này thì được bán ở các cái showroom của của công ty thương mại và tin học Cố Nguyệt, và cũng có thể cũng được bày bán rất là nhiều trên các cái sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada hay là Tiki. Và thanh kiếm này thì sẽ được mình tô màu đỏ nhé. Sản phẩm lại với nhau.
băng dính hai mặt trắng. Và bức tranh về nhân vật Kim Macrath đã được mình hoàn thành rồi nhé.